Tại Hà Nội, Bộ Công an vừa tổ chức giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Vĩnh Long, tham dự có Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tổ chức ứng trực 100% quân số trong những ngày nghỉ Tết để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Công an các địa phương huy động các lực lượng phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm phức tạp để tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông cũng như phòng chống các loại tội phạm. Trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn quốc đã xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người, bị thương 504 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 71.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 182 tỷ đồng. Trong đó có hơn 29.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 16.700 trường hợp vi phạm tốc độ, 114 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Để chuẩn bị các phương án kế hoạch bảo vệ các lễ hội đầu xuân 2024, đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt, Bộ Công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục chủ động phòng ngừa, giải quyết nhanh ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, khu vực diễn ra các lễ hội, kiềm chế tai nạn giao thông, tập trung tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, tăng cường xử lý các vi phạm về dừng đỗ, đón trả khách và các điểm trông giữ phương tiện sai quy định và các vi phạm khác là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông.